Dạ, con xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép con xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống ạ. Dạ thì cả anh ơi, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang vậy, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có những ma, những quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay con kính mời cả nhà mình cùng con soi trở lại cái căn nhà của một anh khán giả nha. Thì lần trước con đến đây thì cũng nhờ đến đây để mà khám phá, tìm hiểu xem những cái hiện tượng, những cái tiếng phát động ra về đêm ở đây là gì. Thì cô cũng đã khám phá được là cũng có một số vong linh. Lúc đầu thì cũng chỉ gặp được một vong linh thôi nha. Thì khi mà đến cuối thì mới phát hiện rằng ở trong căn nhà này rất là nhiều vong linh. Thì con cũng đã giao tiếp được với anh Thái. Dạ, con nhớ là anh Thái nha. Thì anh cũng đã chấp nhận để con gửi về chùa. Nhưng mà anh nói đợi anh lại bạn gì đó. Thì hôm nay cũng là ngày thứ hai con quay trở lại đây. Thì con sẽ cố gắng tìm cách để mà hy vọng rằng là bạn của anh sẽ đã về tới đây rồi. Để mà một xíu nữa con sẽ giúp đỡ cho anh và bạn anh được đi về chùa, về núi để tu hành học đạo, để sớm được đi đầu thai chuyển kiếp luân hồi, để làm một kiếp người mới nha cả nhà. Vậy rồi, thì chắc có lẽ thì cũng không làm mất nhiều thời gian. Để con cầu anh Thái để anh ra không nha cả nhà. Nếu anh có ở đây thì anh sẽ ra rồi mình sẽ giao tiếp với chuyện ảnh, rồi mình sẽ hỏi coi bạn anh đã về chưa, thì kêu bạn anh ra luôn, rồi mình sẽ khuyên dạy em độ hóa những vong linh đó, rồi mình sẽ gửi về chùa núi thờ hết luôn cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tao nè. Ủa, anh Thái hả? Ừ. Ủa, bữa nhớ ông mặc đồ kia mà. Thì hôm bữa tao mặc cái đồ kia cũng nhờ mày á. Ủa, mày về người ta có nhắn nhủ với mày nói với ông chủ nhà đó. Không biết mày nói với ổng làm sao. Rồi á, ổng đem bánh trái tới ổng cúng kiến cho tao dùng. Trời. Rồi ổng đốt cho tao hai bộ đồ mới nữa mày. Hai bộ luôn? Đúng vậy, nhìn cái áo trắng đẹp ghê mày. Tao thấy gì tao giục cái áo kia qua bên liền. Trời ơi. Hai cái áo mới của ổng vô, tao mặc liền. Nhìn trắng trẻo bảnh tỏn ngon quá mày. Ồ, có lý quá ta, được cô tao mới mặc luôn ta. Ừ, cũng cảm ơn mày đó. Cũng nhờ mày mà tao có đồ ăn những cái áo mới tao mặc nè. Dạ. Thì em cũng đâu có nói gì ảnh năm chủ nhà đâu. Thì mua nghiệm kia thì em cũng có nói rằng hiện tại trong căn nhà này cũng còn nhiều vong, cho nên là xin phép anh để em đến thêm một hay hôm nữa em giúp vong những kia. Thì em nói ảnh thì có rảnh, thì nếu có thương tình anh thì cúng cho anh vài miếng bánh để mà anh được no. Thì chắc ảnh cũng hiểu lại một phần nữa là ảnh chắc cũng thương vong linh đó, cho nên ảnh mới mua mấy bộ đồ mới đốt trên mặt đó. Chà, đẹp trai dưới trời. Ừ mày, nhìn cái áo ngon lạnh luôn. Ông đốt tao thấy tao mừng quá, tao mừng luôn. Bay vô tao lấy liền. Bay lấy liền hả? Tao giục cái áo kia ra, tao xỏ vô tao bận liền. Rồi con bỏ đồ luôn. Rồi con bỏ đồ kia đâu, ông đốt, nó đốt hai bộ đi mà. À, cái bộ đồ kia từng chia sẻ cho thằng bạn tao rồi. Ồ, vậy là bạn về rồi hả? Về rồi, nó mới về luôn á. Mới về luôn? Ừ. Trời. Bữa tao phiền nó, tao nói về đây có người giúp đỡ, có đồ ăn nữa. Ờ. Khỏi lang thang ở ngoài đường, ngoài xá mày ơi, kiếm đồ ăn cực khổ. Ờ. Nó nói, ai đâu mà tốt dữ, mình giúp đỡ.
đừng có xạo mày lừa đảo tao. Trời. Chứ tao mới nói tao với mày cũng giống linh giống nhau, lang thang đó. Mày thấy đi ở ngoài đường mày kiếm có cái gì ăn đâu. Nói thế mẹ luôn, ta có người cúng kiến cho dùng, còn được giúp đỡ nữa. Tao nói với mày không tin, mày cứ đi theo tao đi. Mày về á, từ từ mày coi nè, theo những cái lời nói của tao á, có đúng sự thật hay không. Tao khuyên qua, tao khuyên hôm nay nó mới theo đi về đây. Rồi ảnh đâu rồi, sao nãy giờ em kêu nó ra luôn? Nó đứng ở ngoài kia kìa, nó không có dám vô. Sao vậy? Để em giúp đỡ thì mà em có làm gì đâu mà không dám vô. Thì bởi vậy tao nói với nó, mày cũng có cái lòng tốt, mày giúp đỡ chứ mày có ăn thịt hay bắt bớ gì đâu mà mày sợ mà không dám vô. Cái đó mới nói, thôi đi, ông bạn ông vô trước đi thì tôi đứng ở ngoài tôi coi cái tình hình sao, mày có đúng như sự thật ông nói hay không. Chút xíu rồi có đồ ăn thì ông kêu tôi vô ăn. Trời. Mày thấy nó khồn thấy ghê không? Có đồ ăn nó thì phải có tao nữa nó mới chịu vô ăn. Rồi vậy thôi, nếu vậy thì anh đi kêu ông bạn đi rồi em cúng kiến cho hai anh dùng. Dùng xong đi rồi em đưa cho hai anh đi về chùa núi tu hành học đạo để đầu thai vãng kiếp làm người kiếp người mới nữa chứ. Vậy mày đem đồ ăn ra đi. Rồi tôi ra tôi kêu nó, tôi chỉ cho nó mà mày đang đem đồ ăn ra. Giờ nó đứng gần ở bên ngoài á, tại vì nó không có chịu xuất hiện cho mày thấy thôi. Anh đứng ở ngoài cửa hả? Chứ mình nói chuyện là cô không chừng nó cũng nghe nữa đó. Trời, nghe thì anh ai nghe thì xuất hiện ra thấy đi trời. Bởi vì tôi nói nó nhút nhát, nó cứ sợ rồi tao lừa nó không. Rồi thôi vậy giờ anh ẩn anh kêu ông đi nói anh chỉ đi, nói chung là chắc giờ này em thấy anh nói thì anh chỉ em cái này thì em làm gì đó thì anh cho anh tin chút xíu anh ra anh dùng chút xíu giúp đỡ cho ha. Để tao ra tao chỉ nó người bài đồ ăn là cúng kiến nó cho nó thấy nó tin tưởng mới được. Dạ rồi vậy thì tạm thời anh luôn anh ẩn nghỉ ngơi đi rồi em sẽ lập quần cúng cho hai người dùng nha. Rồi vậy tao đi nha. Dạ. Vậy rồi cả nhà thì con cũng đã gặp được anh Thái, nhưng mà hôm nay anh Thái được bộ đồ mới mặc cũng đẹp trai lắm nha cả nhà. Anh được ông chủ nhà này đốt cho hai bộ đồ, bộ đồ cũ khi anh bỏ rồi anh lấy bộ đồ mới mặc rồi cả nhà. Nhưng mà cũng cảm ơn ông chủ ở đây mà anh chung là nãy ảnh anh chủ quá cả nhà, không có nói về con về vấn đề mà đốt đồ cho vong linh. Ảnh nói anh con điện ảnh nói là con đến đây để mà giúp vong thì ảnh đến mở cửa cho con, mà giờ ảnh nói là giao cái chìa khóa cho con luôn rồi. Nói chung là thật sự bây giờ con mới nói cả nhà thế này, thì hồi bữa khi mà kết thúc video của nhà thì con với ảnh cũng có ngồi lại uống ly cà phê cũng có nói chuyện với nhau. Thì cô mới nói về tình trạng là hiện tại trong nhà anh Vong cũng còn nhiều. Thì em xin phép là để cho em thời gian dài dài để mà em giúp hết các vong linh này, để mà em có thể đưa họ về chùa núi tu hành hết. Thì em sẽ trả lại căn nhà cho anh. Để nói trời ơi thì anh chung là anh cũng thương Vong lắm. Nhà của anh thì anh để cũng không à. Thì coi như là cái làm cái chỗ trú ngụ đi thì cho Vong đi, khi nào mà anh có cần công diện thì trả anh cũng được. Nó thì nói vậy thì cảm ơn. Để phần nữa thì cũng anh nói anh lâu lâu để cúng thì anh được cái gì anh cúng, tại vì chung là nhà anh này cũng gọi là khá giả đó nha. Em nói trời, em nói ổng còn nói con nữa chú em mày có muốn mua lại cái nhà này để mà làm cái chỗ để mà cho Vong trú ngụ để mà giúp Vong không. Cái này chứ con này trời ngày muốn chết tiền đâu mua anh, nếu mà anh cho em thì em lấy em làm cái chỗ mà để mà giúp Phong thôi chứ. Nó trời chú mày cáo già quá, hai anh em nói chung cũng thưa thân á. Chung là lúc trước thì quen biết qua cái YouTube thôi, nhưng mà thật sự mà khi ngồi lại nói chuyện với ảnh á thì anh cũng rất là cởi mở, anh nói chung là anh cũng hiểu về tâm linh đó cả nhà. Anh cũng rất là đồng cảm với những vong linh, cho nên chắc có lẽ vì vậy là anh mới đem đồ lại mà đốt cho vong mở nha.
Ở nhà này mà ông bán chắc cũng không phải rẻ đâu, chắc cũng vài trăm triệu á. Mua gì nổi. Gặp con giờ vài triệu kiếm cũng không ra, nên đâu ra vài trăm triệu mua căn nhà này. Chứ thì nếu mà căn nhà này là tính ra căn nhà này cũng thích hợp với vong nữa nha. Ổng còn nói con chứ. Em mua đi anh bán rẻ lại cho. Coi như anh tạo phước đức là cái chỗ này cái âm khí nó cũng cao chứ. Như là anh tạo phước đức cho con cháu anh sau này anh bán rẻ lại cho cưng. Nói trời em làm gì có tiền mà mua anh. Cái này thôi không mua thì cứ vào giúp đi. Vậy khi nào hết thì tính sao. Cái hồi nãy anh mở cửa, anh mở con điện ảnh, anh mở cửa cho con. Cái nói nè, chìa khóa nè, giao cho chú em mày luôn nè. Chứ mỗi lần em tới điện anh nữa thì nhiều khi anh đi mất đi công chuyện. Nói nên là anh giao chìa khóa nhà cho con luôn rồi. Thì khi nào đến thì con tự mở cửa không vào cũng vong thôi. Khi nào xong hết thì con sẽ trả lại chìa khóa lại cho ảnh nha cả nhà. Mà thực sự á, cái này con nói thật cả nhà mình á. Nếu mà một căn nhà bỏ kho mà không có làm gì với cả nhà. Không có ai ở thì cái âm khí nó rất là cao, lại phần nữa đã có vong vào đây rồi thì cái luồng âm khí rất là cao, nên rất thích hợp cho vong về trú ngụ nhiều lắm. Nói cho nên là bây giờ để con khi mà con giúp xong con sẽ hỏi ý kiến ảnh như thế nào nữa nha. Thì mong của nhà mình thì đó, thì cái nhà mình chắc cũng nghe tiếng xe tiếng đồ nha, tại vì đây thì cái clip đầu tiên thì con cái đó nó có nhà mình rồi, thì đây cũng là gần khu dân cư cho nên nhà cũng cập vách cũng nhiều quá, nên xe chạ cộ chạy dữ lắm cho nên nó hơi ồn, không có nhà thông cảm nha cả nhà. Như rồi để con thắp hương cái Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Ma Tiên Trạch Thượng Mẫu Cảnh Tất Thần Tị Cực Phật này. Thì ngày hôm nay con đến đây với cái người được trợ duyên gặp mình Nam mô Pháp Hùng Lệ Bảo Hùng Cực Ông. Thì có một ngày trước ngày không thể hoa nghị hay sao trong bên thân ngồi đây được ra hội dụng lại một câu mong. Nam mô Pháp Hùng Lệ Bảo Hùng. Ai dạ. Vậy rồi, thì con sẽ phép cho cái nhà con để con thích cái nhà. Mày giúp đỡ cho mày
là mày muốn lang thang mà đi kiếm đồ ăn không có thì mày cứ đi, nó là tị cái lòng mày thôi. Chứ người ta là người ta có ý tốt, từ gửi mày đi về chùa á, thì chùa thì có chỗ ở mà thôi. Cái chuyện đó chút xíu mày hỏi cái cậu kia đi, để hồi tao nói thì cái mày nói tao nói xạo mày nữa. Ừ, người ta biết rồi, để chút người ta hỏi ổng. Rồi mày ăn đi, tao ăn bữa giờ tao cũng còn no. Tao ăn trái cam mà còn nhiều cơm chay bánh gì lũ củ đó mày dùng đi nha. Ừ, tao biết rồi, ngon quá mày, vậy tao ăn nha. Ừ, ăn đi, mày ăn tự nhiên đi, mày ăn được gì mày ăn nha, chứ tao không có biết mày dùng gì đâu mà tao đưa cho mày. Tao ăn trái cam nè, no lòng rồi, còn nhiều cơm chay bánh trái gì đó mày dùng tự nhiên đi, để cho tao có sức. Hôm nay mày đói hơn tao á. Ngon không mày? Thấy cơm chay ngon không? Nó bánh trái nữa, ăn đi. Tao đâu có gạt mày đâu, thấy không? Thấy hấp dẫn không? Ngon ghê không? Vậy đó, bữa giờ kêu đi cho tao về đây cũng sợ bị bắt không? Bị lừa gạt không? Người ta nói tự giúp đỡ mà có khi ngoài mày không có tin gì hết. Giờ đó tôi dắt mày về tới đây đó, cho mày ăn cho mày chứng kiến rồi thấy chưa. Rồi á chút á có cái gì á muốn cậu kia giúp đỡ á thì mày cứ nói đại đi, ổng là người tốt á, không phải là người xấu đâu, không có bắt mày đâu, mày đừng có rụt rè rồi sợ. Mày thanh niên trai tráng mạnh dạn đi, nhút nhát chứ tao không biết phải mày đàn ông không ấy, hay là mày là thằng bê đê. Tao biết rồi, mày chê tao hoài, bê đê đâu mà bê đê, mày nói tao bê đê vậy. Mày kiếm nghệ nào mày đưa cho tao đi, tao thử. Tao nói vậy thôi với tại vì tật mày nhút nhát, thôi ăn đi, tao tranh cãi với mày hoài. Ngon lắm rồi, hiểu không? Ngon ăn không nói nên lời đúng không? Thì tao nói thì nói thôi, mày ăn đi, mày khỏi thì khỏi cần trả lời tao. Ăn đi, ăn cho no vô. Tao biết mày hôm nay mày đói cũng lâu rồi đó, mày kiếm đồ ăn chắc có gì đâu mà ăn. Tao còn đi kiếm không có nè, nhớ lúc đi kiếm đồ ăn là tao gặp mày không? Cũng nói chuyện qua lời đó, tao rủ mày đi theo tao đi. Có gì tao kiếm chỗ ở cho mày chứ. Lúc đầu thấy không, mình bao tới cái nhà kho của cái ông chủ này, tao ban vô đại tao ở luôn không, cuộc thì tao ngon lành luôn, tao được giúp đỡ
bánh tôi ăn vậy đó, thoải mái luôn đó. Rồi ổng tới hả, ổng cúng kiến cho tao dùng nè, ổng đốt đồ cho tao được hai bộ mới chết luôn, tao cho mày cái áo luôn, có bận luôn thấy không, ngon lành không? Ngon lành luôn mày, áo nhìn đã bảnh tỏ, tao cảm ơn mày. Bận đi, bạn bè tao chia sẻ với nhau cho mày, mình cùng dân linh nhau mà. Không lẽ là tao có tao mặc mà mày không có, thì bận áo rách rưới thì tao mới chia sẻ cho mày. Thôi ăn đi, đừng nói nữa, có gì chút xíu thì để sức mà nói chuyện với cậu kia đi. Ừ, tao ăn à, tao không nói chuyện với mày nữa đâu. Chào anh Thái, chào anh, chào mấy người. Đó, cái cậu ở ra đó, mày chào cô ta đi, có gì chút xíu cô ta giúp đỡ cho. Tôi chào anh. Dạ, chào anh. Anh là cái người mình đem đồ ăn với cơm chay tới đây đó hả? Dạ đúng rồi, thì em là cái người đã cúng kiến cho anh Thái dùng trước á. Thì ngày hôm nay em cũng có quay lại để mà cúng kiến các anh, để mà đưa hai anh đi về chùa núi Tu Học Đạo nè. Lúc đầu á, anh Thái ảnh nói mà tôi không có tin. Tôi sợ bị lừa gạt, bị bắt á. Ảnh khuyên tôi dữ lắm, tôi không có chịu đi về đây. Rồi thôi, mà tôi đói quá, tôi cũng bướp bụng, tôi theo ảnh về đây luôn. Rồi tôi đứng tôi chứng kiến á, thì thật sự đúng là có đồ ăn với cơm nhiều thiệt. Nãy giờ tôi ăn thấy ngon quá à. Dạ. Rồi sao rồi, nãy giờ anh Thái anh cũng có nói với anh vài lời đúng không? Nói về cái chuyện mà em giúp đỡ để gửi đi về chùa núi Học Đạo đó. Có, anh có nói. Anh nói ăn xong đi rồi một chút xíu vô á, rồi có ý kiến gì á thì nói với anh, rồi nhờ anh giúp đỡ. Rồi thì nãy giờ chắc cũng là dùng những phần lễ rồi, chứ không phải no rồi, anh no rồi đúng không? Đúng rồi, nãy giờ tôi dùng no dữ lắm rồi, cơm chay ngon quá. Dạ. Rồi anh có thể cho em biết được cái tên, cái tuổi của anh mất không, để em tiện xưng hô với anh được không?
Tôi tên Lực, tôi mất lúc tôi 36 tuổi. À, anh Lực có 36 tuổi. Rồi anh Thái, nãy giờ anh có dùng bánh cơm như anh Thái? Nãy giờ tao dùng có một quả cam mà. Trời. Mà tao dùng mấy cái phần này cho thằng bạn tao mới dùng đi. Bữa tao dùng cũng còn no. Giờ tao san sẻ cho nó dùng để cho nó được no lòng. Hồi nãy tao cũng có nói vụ đi về chùa đó, nhưng mà tao không có nói rõ. Thì có gì á, mày nói chuyện với nó rồi mày chỉ dẫn đường lối cho nó đi, thì giúp đỡ nó đi đi. Tao giờ chắc tao phải để cái phần mà giúp đỡ thằng bạn tao lại cho mày quá. Tao phải đi phiên thằng chí cốt của tao nữa. Ủa? Chứ không phải đây là chí cốt của anh hả? Đâu, thằng này là chỉ là thằng bạn chứ tao thôi, là cũng hoàn cảnh là đói đi kiếm đồ ăn ở ngoài đường á. Tao thấy nó vậy thì tao mới rủ ren với nhau hợp tác để đi kiếm đồ ăn, cũng xem như là bạn thôi chứ không phải là cốt ruột của tao. À, vậy là cốt ruột chưa về chùa? Cốt ruột của tao nó lông bông liều biều quá. Rồi, anh tính sao? Rồi anh tính có tính đi về chùa, về núi luôn chưa hay là đợi anh cốt ruột? Tao chắc tao phải nán lợi quá để tao phiên thằng cốt ruột của tao với mấy cái ông bạn kia nữa. Tiện thể thì cho mày giúp đỡ luôn rồi mới đi, chứ giờ tao thấy mấy ổng cũng đói khát lang thang ở ngoài đường lúc trước giống như tao đó. Tao kêu đi theo tao thì không chịu, nhưng mà mấy ông đó tao hỏi ngộ thì dễ lắm, tại vì tụi tao có cái ký hiệu. Mỗi lần mà muốn gặp cái là để ký hiệu là 2-3 ngày là gặp mà. Vậy hả? Bây giờ anh vậy là anh cũng chưa muốn đi, giờ anh muốn ở lại chờ bạn anh về. Tao phải đợi dẫn cốt tao tới đây cho mày giúp đỡ nó luôn chứ. Thấy hoàn cảnh nó cũng khổ lắm mày ơi. Nó cũng đói dữ lắm mà nó đi tìm đồ ăn ở ngoài có đâu. Nè, như thằng bạn tao giờ mới không? Bữa tao nói nó cũng đâu có tin. Bây giờ chứng kiến nó thấy cái mâm đồ ăn này với cơm chay nó ăn nãy giờ, nó nói nó khen ngon với tao. Nó sợ lúc đầu sợ, giờ dùng cảm thấy phê rồi. Giờ hết sợ rồi tao thấy chưa? Nhìn mặt nó kìa. Nhìn mặt nó lao tao. Tiếp cuộc tao không biết nó là thanh niên hay là đi đê. Trời đất ơi. Mày mặn với tao, mày cứ nói tao vậy hoài. Kỳ quá. Anh kỳ quá, chỉ nói tao mày đê. Tao không nói chuyện với mày nữa đâu. Nghỉ chơi với mày rồi. Giờ tao chơi với cậu này, có gì nhờ cậu này giúp đỡ tao. Chà, lúc đầu phiên mày thì mày không tin. Giờ mày chơi với cậu này mày chê tao. Đúng là bạn thiệt. Bó tay với mày luôn. Thôi thì giờ cũng đã ngồi gặp đây rồi thì anh có thể cho em biết là nó lang thang cõi tàu hòa bao lâu chưa anh Lực? Tụi lang thang ở cõi tàu hòa đến nay 11 năm rồi. Một năm hả? Dạ. Thì ngày xưa vì sao anh mất? Thì ngày xưa sự chuyện kể là nó dài lắm mày ơi. Ngày xưa gia đình của tao khá giả lắm, ba mẹ tao giàu lắm, sinh ra được 2 anh em mà. Tao có ông anh thứ hai nữa, còn tao là út. Mà nói chung á, tao cũng không có được giỏi giang, đầu óc cũng không có được sáng láng nữa. Ông anh tao á, thì ổng miệng lưỡi này kia dữ lắm. Rồi á, tao đa số là tao lông bông liêu biêu như là con cưng vậy đó. Tao lớn cũng như nhỏ, tao hay nhõng nhẽo với ba mẹ tao dữ lắm. Bởi vì ổng bả thương tao như con cưng vậy á. Còn anh hai tao á, thì nói chung ổng miệng lưỡi ghê lắm. Rồi á, ổng mới đi, như ba mẹ tao mới đi cưới vợ cho ổng. Thì cưới vợ về á, lúc đầu ba mẹ tao cũng tính cho ổng ra riêng luôn.
Nhưng mà tao nói tao chưa có lấy vợ nữa, biết chừng nào mới lấy. Thôi để cho anh hai với chị dâu ở chung luôn đi. Rồi ba tao mới nói mẹ mày thì bệnh hoài, cà rề hoài. Ba thì cũng bệnh nữa, cũng lớn tuổi nữa. Tao với mẹ mày biết mất lúc nào. Mày giờ còn có một mình mày, mày cũng không chịu lấy vợ nữa. Tao không biết làm sao luôn. Nó thì tôi chưa muốn lấy vợ. Tôi muốn chơi một thời gian cho nó phay phả nữa rồi tìm người xứng đáng rồi mới lấy. Thì do cái phần tôi không chịu lấy vợ, ba mẹ cứ lo lắng để già lớn tuổi ngày bệnh tình nó trở nặng luôn, thì không may diễn biến bệnh của mẹ tôi ngày nó càng diễn biến xấu quá. Và mẹ tôi mất trước, nó mất chưa được nửa năm đó, thì tới ông già của tôi, ổng cũng chỉ vì bả mất là ổng buồn bả quá, và ổng cứ thúc tôi đi lấy vợ, thì tôi không có chịu á. Rồi ổng cứ buồn, ổng nằm đêm tôi nghĩ, ổng suy nghĩ quá, thì cậu cũng biết rồi đó, bệnh già mà. Thôi nó xuống rồi, nó xuống mấy hồi. Rồi không may, một thời gian thì ba tôi cũng mất luôn. Ba với mẹ tôi mất, tôi buồn bả lắm. Mà tôi thấy cái mặt của anh hai với chị dâu của tôi, sao mà ông già với bà già mình mất mà sao thấy nó hớn hở dữ gì không biết nữa. Như là nó vui vẻ, hiểu sao đâu, không có thấy buồn. Mình thì mình buồn, mình ăn uống không vô. Còn ông bà ăn thấy kiểu ngon lành lắm. Rồi từ lúc đó tôi buồn bã quá trời luôn. Tối ngày tôi nằm ở nhà, tôi nhớ bà, nhớ mẹ tôi. Tôi suy nghĩ, tôi nói, phải biết tôi nghe lời ông bà, tôi lấy vợ thì chắc ông sống với bà sống được vài năm với tôi. Đằng này tôi không nghe lời, chắc bà buồn bã, bệnh tình mới trở nặng quá. Rồi tôi cứ buồn, tôi cứ lờ khờ tối ngày. Mà tôi không biết anh hai chị dâu tôi không biết có mưu tính trước hay không. Chỉ phần do nhà có hai anh em, rồi cái gia sản của ba mẹ tôi cũng giàu có cũng hơi nhiều á. Tôi không biết ổng với bà có mưu tính để chiếm đoạt lấy cái tài sản không, dành hết coi như là không có cho tôi hay không. Rồi hôm bữa anh hai tôi thì đi làm bên ngoài, mà chị dâu ở nhà. Sao á, mà bà nhìn tôi với ánh mắt lạ, không biết có bài mưu tính kế trước hay không. Thì bà gạ gẫm, bà bận đồ hở hang này kia, nó nhìn thấy ghê lắm. Thì bà mới lợi tôi hỏi, vì sao hôm nay thấy chị hai có đặc sắc hay không? Trời ơi, thấy có ngon lành hay không út? Đâu, cho chị hai câu trả lời coi. Tôi không có muốn nói chuyện với bà, nên tôi lắc cái đầu không à. Cái tự nhiên cái bà lợi, bà lấy cái đôi tay của bà chàng vô cái cổ của tôi, bà chớp chớp cái ánh mắt của tôi, bà nói nó đặc sắc hay không, út cho chị câu trả lời đi. Thì bà vừa nói vậy, cái tự nhiên cái bà vô bà ôm tôi cứ ngắt luôn. Rồi bà lấy cái tay tôi, bà kêu chàng bà ôm chị đi để cho chị ấm cái lòng. Thì bà vừa chàng cái tay của tôi thì ông anh hai của tôi ở đâu ông xuất hiện đúng lúc. Ông nói mày làm cái gì vậy? Mày lộn lưng hả? Mày tính hốt chị dâu mày luôn cái gì vậy mày? Mẹ mày, tao đánh cái mẹ mày giờ, đi ra khỏi nhà cho tao. Nó rồi á, tôi nói khỏi nhà cái gì? Nhà này là nhà của ba mẹ chứ, của tôi chứ, của anh cũng là chung, anh có quyền gì anh đuổi tôi ra. Cái nói mày sống chung mà mày lộn lưng vậy đó, mày coi được hay không? Vậy cái ông đánh đập tôi, ông đuổi tôi, ông lấy đồ tôi á, phần chị dâu phụ ổng nữa, gom ba cái đồ tôi giục ra ngoài sân á. Ông đuổi tôi đi, ông không cho tôi ở nhà đó nữa. Ông nói mày ở nhà nữa tao quánh mày thấy mẹ mày. Tôi nghĩ chắc ổng toan tính trước rồi, với bà bài mưu tính kế để xua đuổi tôi ra khỏi cái căn nhà.
để hưởng trọn cái tài sản đó. Rồi tôi đi ra ngoài tôi buồn bã quá, tôi lang thang cái lúc đó, sống đó, có của ăn của để làm con cưng quen rồi, đi ra ngoài tôi không biết tôi làm được cái gì nữa, rồi tôi lang thang. Rồi cái bà cô tôi đó, đã thấy vậy, bà mới nói với ông chồng của bà, thôi tròn nhỏ nó về đây nó ở đi ông ơi, thấy nó tội quá, không biết cái anh hai với chị của nó không biết sao bây giờ đuổi nhỏ ra ngoài đường rồi kìa. Từ lúc ba mẹ nó mất thì nó buồn bã, nó cứ lờ khờ, nó không, trí óc nó cũng không minh mẫn nữa. Thôi mình dẫn nó về đây cu mang nó đi đâu. Thì bà cô có dẫn tôi về ở với nhà của bà, bà cũng nuôi tôi, bà cho tôi ăn uống đầy đủ, thì tôi cũng phụ việc nhà cho bà, là tôi cũng làm phụ chồng bà, tôi ráng tập làm phụ á, thì dần dần từ từ tôi cũng biết làm. Rồi do bà cô tôi có đứa con gái nuôi lớn lên, nó mới có 18 tuổi à, nhìn thấy nó cũng bảnh tỏn quá, rồi tôi ở đó lâu ngày á, rồi tôi chịu không có nổi, tôi thấy nó đẹp quá đó. Rồi hôm bữa đó ổng với bả lo lui cui làm chuyện ở ngoài sau vườn không à, tôi thấy vậy tôi mới bài vô, tôi hốt nó luôn, tôi lột đồ nó ra, tôi cưỡng bức nó, nhưng mà nó la luôn, nó kêu ba mẹ nó. Rồi tôi mới lấy tay tôi bệnh cái miệng nó lại, nó đâu có kêu được đâu. Tôi đè nó xuống, tôi cưỡng chế, tôi cưỡng bức nó luôn, thực sự rất là ngon luôn á. Rồi xong á, tôi vừa buông ra thì ông bà ở đâu tới, thấy rồi lớp phận nó chưa có bận đồ vô kịp nữa, rồi ông hỏi tao cu mang mày về đây bây giờ mày làm gì con gái tao vậy, chứ tôi tiện miệng tôi nói với ông luôn, nó thấy con gái cô chú ngon quá con cầm lòng không nổi con quất nó luôn rồi. Tôi nói vậy cái nó mẹ mày, tao cu mang mày, tao nuôi mày đánh mày biết bao nhiêu, rồi bây giờ mày trả lại cho tao cái sự trả triêu vậy hả, tao đập cho mày thấy mẹ mày luôn nè. Thì vừa nói vậy xong ông với bà hai vợ chồng luôn lấy cây á, chứ kiểu mang cái tức giận do tôi gây ra mà hai vợ chồng đập tới tấp luôn, xong rồi giết tôi mất luôn á. Bởi vì từ lúc tôi mất tới giờ tôi lang thang đâu có ai để mà cúng kiến hay là hương khói gì cho tôi hưởng đâu. Bởi vì tôi cứ lang thang ở ngoài đường, vừa đói khát vừa lạnh lẽo nữa. Đụng bữa đi kiếm đồ ăn cũng may nhờ có anh Thái nè, thì anh mới nói anh dẫn dắt á, anh nói có gì anh giúp đỡ cho. Nhưng mà tôi nói thôi để tôi tự đi kiếm đi, thì có khi nào không được á nhờ anh giúp đỡ. Bây giờ tôi thấy á, cứ lang thang hoài cũng không biết bao giờ mới được chuyển kiếp đầu thai. Rồi hôm nay tôi mới nghe lời ảnh đến đây, là có gì nhờ anh chỉ dẫn và giúp đỡ giùm tôi nè. Ồ, thiệt tình. Đúng không? Tính ra anh Thái anh tốt với anh với bộ, anh này anh hay đâu. Đúng rồi, anh tốt với tôi, anh giúp đỡ tôi nhiều lắm. Rồi anh Thái sao anh nghe ông bạn anh nói chuyện vậy, anh thấy sao anh Thái? Thiệt sự luôn á. Trời ơi, lúc đầu á thì tôi cũng nói nó, tưởng nó nói là BD thiệt, ai dè đâu. Giờ nó kể ra nó không phải BD nữa, nó là trái bơm nguyên tử, trái bơm nó chậm luôn. Ông bó tài nó luôn. Ông nhắc B52 chứ BD gì. Rồi bây giờ nói chung bây giờ nên thế này đi. Cứ tiên vừa phần anh Thái đi, thì anh Thái nói là anh không có chưa đi được đúng không? Ừ. Chắc tao chưa có đi đâu mày ơi. Tao giờ tao còn phải phiền cốt tao quay nó lại để mấy người kia nữa có gì cho mày giúp đỡ luôn. Chừng giờ chắc tao xin phép mày, tao đi tìm cốt tao á, còn để cái thằng bạn tao đây có gì thì mày giải thích cho nó vụ đi chùa đi, mày giúp đỡ mày đưa nó đi trước đi. Tao cứ nghĩ nó khờ khạo không ai về giờ nó kể ra nó là đại ca luôn, tao chịu thua nó luôn. Nói chung thì anh nói vậy cũng tốt, nhiều khi anh ở đây anh khuyên, xong đi em sẽ đến đây cúng kiến rồi đưa đi luôn thì sẽ tiện hơn. Thôi thì chắc là ngày mai đi ha, ngày mai giờ em cố gắng
từ đêm nay tới sáng mai, tới chiều mai, tối mai thì em sẽ quay lại. Thì em cố gắng khuyên được bao nhiêu vong thì mình đưa bao nhiêu vong đi ha. Coi như bây giờ mình tích phước đức trước đi, sau này mình về chùa núi mình tu nó cũng ngắn hơn anh. Ừ, thì bây giờ tao phi hồng cốt, tao với mấy vong kia nữa, thì khi nào mày giúp đỡ được họ đi hết rồi á, thì cuối cùng người ta cũng nhờ mày giúp đỡ đưa tao đi luôn mà. Người ta cũng trả lại sự bình yên cho cái nhà kho này cho gia chủ thôi. Nhưng mà tại vì do đường linh nó nhiều quá mày ơi, tao thấy họ cũng khổ lang thang kiếm đồ ăn có đâu. Người ta cũng chỉ muốn là khuyên can dẫn dắt họ về đây nhờ mà giúp đỡ để tao tích cái phước đức, sau này tao có thể được chuyển kiếp đầu thai làm lại một kiếp người mới á. Dạ đúng rồi, như vậy thì quá tốt, anh hiểu vậy thì quá tốt rồi. Thôi thì nếu giờ thì anh không muốn đi thì tạm thời thì anh có thể đi lưu nghỉ ngơi đi, để em giải thích cho Lực hiểu rồi em sẽ đưa anh Lực đi trước. Rồi ngày mai em sẽ đưa em sẽ quay lại đây, ngày mai em sẽ quay lại đây ha. Rồi coi anh tranh thủ anh cố gắng anh khuyên dạy những vong linh kia đi. Rồi ngày mai em sẽ đưa đi về chùa nha. Rồi thì tao xin phép mày, tao đi trước à. Dạ anh đi trước. Rồi anh đi, Lực đi rồi. Bây giờ tới phần của ông anh Thái đi, tới phần của Lực nè. Rồi nói chung thì nãy giờ thì em cũng có nghe câu chuyện của anh kể. Nó thì thực sự anh cũng gọi là y chang cái dục vọng anh còn cao quá. Nói vì vậy đó, anh mới còn lang thang của tao bà này. Anh tạo cái nghiệp rất là nặng. Chỉ vì là em mình đó ta. Em nhanh luôn á. Nó thôi thì bây giờ mình cũng đã là một hồn ma lang thang của tao bà này rồi. Thì em hy vọng rằng thì anh có thể là hoan hỷ chấp nhận mình để đưa anh đi về chùa núi. Tại vì cái phần về chùa núi á là em đã xin được sắc lệnh của bề trên rồi đó, thì em sẽ đưa anh thẳng về đó luôn. Thì vì đó là mình sẽ được bề trên nè cúng kiến hàng ngày cho anh dùng nè, cho anh nghe kinh niệm Phật nè, để giảm bớt cái nghiệp của mình, mình sớm mình được đi tha chứng kiếp luân hồi làm một kiếp người mới. Thì hy vọng rằng anh chấp nhận mình để em đưa anh đi nha. Ừ, thì mày giúp đỡ giùm tao đi, chứ tao lang thang coi tao bà này lâu dữ lắm rồi, đói khát lạnh lẽo không có chỗ trú ngụ nữa mày ơi. Dạ. Nắng mưa nữa tao sợ mấy con quỷ dữ với mấy ông thầy pháp dữ lắm. Dạ. Vì tao mấy ngày ngại tao không dám tới đây nè. Hôm nay tao tới những mai gặp được mày là mày là người tốt á, cúng kiến cho tao dùng no rồi, giờ tao cũng không còn vương vấn gì nữa. Tao về đến tao sẽ ráng nhờ các sư thầy chỉ dẫn tao cách tu hành học đạo coi, để tao đọc kinh niệm Phật mỗi ngày để cho tao sám hối cái tội lỗi mà tao đã gây ra. Thực sự cái lỗi lầm rất lớn luôn á. Dạ. Bây giờ tao hối hận dữ lắm. Dạ. Thế rồi thì nếu như bây giờ nó chấp nhận em đưa đi về chùa thì bây giờ chấp tay lại niệm sẽ chỉ nó môi Phật đi, để mình sẽ mở cái luồng sáng và sẽ lên đi ha. Về đó cố gắng tu học được tốt để sớm mình được tự thay chính kiếp luân hồi làm kiếp người mới anh nha. Ừ, vậy tao xin phép mày, tao cảm ơn mày nha, mày giúp đỡ giùm tao đi. Mày nhớ nhắn nhủ với ông Thái nha. Dạ rồi. Ông bạn BD đi trước à. Không chắc B52 với BD gì. Thôi về đó cố gắng đọc kinh đi để giảm bớt nghiệp của mình. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Vậy rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay cả nhà thì con cũng đã giúp đỡ được một vong linh tên là anh Lực. Thì chung ảnh mất thì cả nhà mình cũng nghe cũng biết rồi. Thì con cũng đã gửi anh đi về chùa núi tu hành học đạo, thì hy vọng rằng ảnh về đó tu học được tốt để sớm được thay chân kiếp luân hồi làm kiếp người mới nha cả nhà. Vậy rồi thì chắc có lẽ ngày hôm nay mình đến đây mình chỉ vứt được vong linh thôi. Thì hy vọng ngày mai quay lại đây thì sẽ gọi là có thể giúp được nhiều vong linh hơn, để mình để vào chùa, đưa vào chùa núi tu hành tốt hơn cả nhà. Dạ thì cuối video thì cho phép có xin chúc cả nhà mình có một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và thân của mình, đặc biệt thật nhiều bình an, thật nhiều sức khỏe, thanh tâm an lạc trong việc cuộc sống. Dạ con xin chào và hẹn gặp lại cái mình ở những video sau.